160 160 là 16 ngựa đó, 2400 vòng trên phút. Sản xuất tại Indonesia nha. Nặng là 140 kg, 160. Rất đẹp rồi. Mới của Indonesia luôn à. TF 160 16 ngựa. Nhưng mà đẹp nha. Này là 160 là bét lớn. Rất đẹp rồi thôi. Đèn này đều không có đèn. Với mình ở quê mình ít khai xài đèn đó. Nên lấy mấy này đó. Cho nó thọ nó tiết kiệm được chi phí nữa. Nó rất đẹp. Trời nước cũng đẹp mà con. Sắc sảo. TF 160 sản xuất tại Indonesia. Số ngựa là 14 đến 16 ngựa, số vòng 2640 vòng trên phút. Bữa nay bảo hành 1 năm rồi bà con. Máy rất là đẹp. Mới nó khỏe bà con ơi, mới chi phí tiết bảo hành nó khỏe hơn là cũ giờ mua rồi. Sợ cái đời này nó dễ nứt nắp slab, nó dễ nứt lóc lắm, nên nghĩa địa cũng hên xui nó bán rồi thôi à. Còn này mới trong thùng luôn, hơn 20 chặt loại mới trong vòng 1 năm luôn, của hãng Yamaha luôn nè. Con cái nó cẳng theo kèm không dây gió nữa nè, mới rất đẹp. Bảo hành 1 năm nha, hơn 20 chặt loại mới. Mới nó khỏe mà con ơi, xài đồ im nữa, rất là chi tiết nha, rất đẹp. Nó là TF 160 16 mã lực của Indonesia.